Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thiết lập trung tâm hồi sức tích cực để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch tại Đà Nẵng và chuyển đổi công năng bệnh viện phục hồi chức năng để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Việc thiết lập và chuyển đổi này nhằm chủ động công tác thu dung điều trị, hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch khi thành phố có quy mô hơn 2.000 ca mắc COVID-19. Theo đó, khi số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố có quy mô dưới 2.000 ca, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được giao là tuyến cuối thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch. Khi số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố có quy mô từ 2.000 ca trở lên, Trung tâm Hồi sức Tích cực cùng với Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được giao là tuyến cuối thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch.